Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 241 Cố Hoài Ngu rất thích thầm tại giã vì một lý do. Mặc dù ban ngày chàng rất lạnh lùng, cười dịu dàng nhưng như thể không để tâm đến ai. Nhưng khi đêm xuống, chàng lại ôn nhu đến khó tin, nàng vẫn nhớ khi mình mới gả về, lần đầu tiên thị tầm. Căng thẳng đến mức không còn nhận ra mình, mặc dù trông có vẻ khôm núm, nhưng thực ra nàng rất thẹn thùng, không biết phải ứng phó thế nào với thẩm tại giã. Nhưng đến tối, chàng lặng lẽ đến bên nàng, kéo tấm rèm cửa dày, nhẹ nhàng ôm nàng và hỏi, sợ hãi không? Chỉ ba từ ấy, nàng nghe mà cảm thấy lòng mình vững vàng hơn nhiều, cười nói, không sợ, có thể hầu hạ tướng ra là phúc khí của thiếp. Nàng từng nghĩ rằng người cao cao tại thượng như chàng, ngay cả trên giường cũng sẽ bá đạo thô bạo. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, chàng lại cực kỳ ôn nhu. Chàng săn sóc nàng từ đầu đêm, động tác nhu hòa lại trêu chọc lòng người, khiến nàng quên hết mọi lời dạy của mẹ, trầm luân một cách đáng xấu hổ. Nhưng sau đó, nàng cảm thấy cơ thể rất lạnh, cái lạnh toát ra từ trong lòng. Chàng sửa sang lại xiêm y chuẩn bị đi, nhưng thấy nàng lạnh quá, liền dừng lại, ôm nàng một lát. "Thân thể của nàng không tốt sao?" chàng hỏi. Sợ chàng ghét bỏ mình, Cố Hoài Nhu vội vàng lắc đầu, "Không có, rất tốt." Chàng cười khẽ một tiếng, đắp chăn cho nàng rồi rời đi. Ngực đập liên hồi, Cố Hoài Nhu cảm thấy mình có lẽ đã gả đúng người. Dù không nói đến các lợi ích nàng cũng rất thích một người ôn nhu và hay săn sóc như chàng nhưng khi ban ngày đến thầm tại giã lại khôi phục vẻ xa cách nàng nơm nớp lo sợ muốn nịnh nọt chàng nhưng nhận ra trong đôi mắt phượng đẹp đẽ đó không có hình bóng của nữ nhân nào chàng đối xử ôn hòa với mọi người nhưng không ai có thể tiến vào lòng chàng chẳng lẽ người vào buổi tối đó chỉ là ảo giác của nàng sao cố hoài nhu cảm thấy thầm tại Dã là người đàn ông nàng từng gặp, khiến phụ nữ yêu thích. Chàng phong lưu phóng khoáng, ngũ quan tuấn tú, giơ tay nhấc chân đều như nắm giữ cả thiên hạ. Nữ nhân nào cũng muốn dựa vào chàng, nhưng không hiểu sao, khi đối mặt với chàng, phụ nữ đều cảm thấy bất lực. Những nữ nhân gả vào tướng phủ đều vì gia tộc vinh quang, nhưng khi vào trong mới nhận ra, dù có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, cũng khó có khả năng chiếm được trái tim thầm tại Dã. Miễn cưỡng nịnh nọt chàng, rồi lại phải ứng phó với nhà mẹ đẻ. Để không khiến nhà mẹ đẻ lo lắng, ai cũng che giấu khuyết điểm và khoe những điều tốt. Vì vậy, không hiểu sao, các nàng trở thành đồng lõa với chàng trong việc lừa dối nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, ai cũng không nhận ra, vẫn chìm đắm trong cạm bậy ôn nhu của thầm tại giã. Người như vậy, còn đáng để nàng yêu không? Cố hỏi nhu rất khổ sở, nàng cảm thấy thầm tại giã không có trái tim. Không ai có thể chiếm được trái tim chàng. Vì vậy, nàng cũng không có hy vọng, chỉ có thể trở thành một trong số những thê thiếp tầm thường của chàng trong hậu viện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng cũng cảm thấy lòng mình sẽ nguội lạnh. Dù sao nàng không chiếm được, người khác cũng không thể có được. Cho đến khi Khương Đào Hoa bước vào hậu viện. Khương Đào Hoa là một nữ nhân rất sáng sủa và hoạt bát, dung mạo xuất chúng, dáng vẻ khum núm, rất cuốn hút nam nhân cũng khiến nữ nhân đố kỵ nàng bị gả sai tất cả mọi người đều nghĩ rằng với mối quan hệ giữa nam vương và tướng gia nữ nhân này sẽ không có kết cục tốt vì vậy sau khi bị phu nhân xúi dục nàng đi khiêu khích nàng nhưng không ngờ nữ nhân này lại cực kỳ thông minh vừa đến liền nói với nàng rằng tướng gia sẽ không bao giờ thật lòng thích nàng mọi lời giải thích khác nàng đều không nghe lọt chỉ một câu này mọi đề phòng của nàng đều buông xuống quyết định tránh xa nàng, chỉ cần nàng cũng không chiếm được trái tim tướng ra, thì mọi chuyện đều dễ dàng. Kết quả, nàng là một kẻ lừa gạt, có nàng, tướng ra rõ ràng không giống trước kia, biết tức giận, biết cười tươi, làm những điều trước kia hoàn toàn không biết làm, thậm chí phá vỡ quy củ hậu viện, độc sủng một mình nàng. Cố hỏi nhu không biết giữa hai người này rốt cuộc là thế nào, nhưng từ xa nhìn lại, tướng ra rõ ràng thích nàng nàng rất khổ sở chờ đợi mãi cuối cùng đến lượt mình thị tẩm nghẹn ngào hỏi chàng ra ngài thật sự thích khương nương từ sao chàng sững sờ không trả lời ngay nàng tiến tới ôm chàng nước mắt rơi lã chã thiếp không đẹp bằng nàng ấy thiếp biết rõ nhưng ra có thể thích thiếp một chút được không thiếp sẽ rất nghe lời cái gì cũng nghe ngài chàng vừa nâng tay lên đã chạm phải khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng trong bóng tối chàng giật mình giờ khóc giờ cười nàng yêu thích ta như vậy sao vâng yêu thích ta vì cái gì chàng hỏi ta lại máu lạnh vô tình còn là một kẻ đùa bỡn phụ nữ nàng không nhận ra sao cố hoài nhu ngần người không hiểu sao thầm tại giã lại tự chửi mình nhưng nghĩ một lát nàng nói bình thường thiếp thấy ngài đúng là lạnh lùng vô tình nhưng mỗi lần thị tầm thiếp đều cảm thấy ngài là người rất đáng để phó thác cả đời. Chàng ôm nàng trầm mặc rất lâu, lâu đến mức nàng tưởng chàng đã ngủ. Nhưng một lúc sau, chàng bật cười, giọng cười kỳ lạ khiến nàng suýt nữa tưởng không phải là thầm tại giã. Chàng nói, nàng là người đầu tiên nói những lời này. Không hiểu sao, chàng trông có vẻ rất vui, cố hỏi nhu cũng cười theo, kéo chàng lên giường. Tranh đấu trong hậu viện vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nàng suýt bị đuổi ra khỏi tướng phủ ánh mắt lạnh lùng của thầm tại giã làm lòng nàng đau như cắt gần như chết tâm chàng không có ý muốn cứu nàng cuối cùng chỉ có khương đào hoa đưa tay giúp nàng người như vậy làm sao có thể đặt nàng trong lòng làm sao có thể vào ban đêm nói những lời ôn nhu với nàng lần đầu tiên nàng nghi ngờ người ban đêm đó là ai dù giọng nói giống y hệt nhưng thật sự là cùng một người sao nhưng chuyện tiếp theo đã khiến nàng không còn thời gian suy nghĩ về vấn đề này khuôn mặt nàng bị hủy hoại trở nên dối bời muốn chết nhưng bị ngăn lại nàng ngồi trong căn phòng trống trải không biết tương lai nên làm gì trong phòng tối chàng lại đến tuyệt vọng không chàng hỏi cố hoài nhu không lên tiếng cắn môi không dám nói lời nào chàng ngồi trồm hồm trước mặt nàng thở dài không sao dù mặt nàng bị hủy hoại sau này ta vẫn sẽ nuôi nàng cả đời. Ai cần chàng nuôi chứ, nàng sẽ không thiếu cơm ăn, nhưng với khuôn mặt thế này, chàng nhất định sẽ không còn nhìn nàng nhiều nữa. Nức nở nghẹn ngào, cố hoài nhu đẩy chàng ra, giọng khàn khàn, thiếp không cần ra đồng tình, nếu đã thế này, ra hãy hiu thiếp về đi, dù sao sớm muộn gì ra cũng muốn hiu. Càng nói càng thương tâm, nàng ngồi trồm hồm trên đất khóc thê thảm chàng trước mặt khe khẽ thở dài, một tay kéo nàng lên, ôm eo nàng, đè nhẹ sau gáy nàng, hôn lên mặt qua lớp lụa đen. Cố hỏi nhu ngẩn người, quên cả hô hấp, ngây ngốc nhìn chàng. Với ta, dung mạo nữ nhân không có gì khác nhau, đẹp cũng tốt, xấu cũng tốt, ta càng thích nữ nhân hiền lành, đáng yêu, chứ không phải khuôn mặt đẹp nhưng lòng dạ ác độc. Chàng nói, sau này ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, sẽ không lạnh nhạt với nàng ngực mềm nhũn cố hoài nhu chớp mắt mấy cái lần đầu tiên đưa tay muốn sờ mặt chàng nhưng tay nàng chưa kịp chạm tới đã bị chàng nắm lại chàng cười nhẹ đừng cử động để ta xem mặt nàng còn đau không trong cảnh tối lửa tắt đèn thế này làm sao mà nhìn thấy được cố hoài nhu đang muốn cười thì cảm nhận được môi chàng đã nhẹ nhàng chạm vào mặt mình trái tim nàng run rẩy nàng ôm chặt chàng gào khóc trong cái lạnh băng giá làm sao chịu được sự mê hoặc của đống lửa chàng tại sao lại tốt như vậy sau khi thoát khỏi bóng ma của việc bị hủy dung cố hoài nhu thêu cho chàng một cái hả bao uyên ương trực tiếp đưa cho thầm tại giã nhưng sau đó nàng không thấy chàng mang nó trên eo vẫn là những vật khác nhưng kỳ lạ là khi chàng đến bên nàng vào buổi tối nàng luôn có thể sờ thấy cái hà bao trên eo chàng tâm thần khẽ nhúc nhích cố hoài nhu nằm bên cạnh chàng không nhịn được liền hỏi ngươi rốt cuộc là ai chàng bên cạnh cứng đờ nghiêng đầu hỏi nàng nàng đang nghĩ linh tinh gì vậy đó là giọng của thẩm tại giã nhưng nàng gần như chắc chắn người này không phải là thẩm tại giã nàng đưa tay sờ lên mặt chàng chưa kịp để chàng phản ứng cố hoài nhu giật mình nhận ra ngũ quan này không phải của thẩm tại giã nàng thờ phào nhẹ nhõm chưa kịp để sát khí tràn ra tự yến quy ngần người trước phản ứng của nàng nàng nhẹ nhõm là ý gì bí mật bị nàng phát hiện nàng không muốn sống nữa sao cảm giác của ta không sai ngươi không phải là thẩm tại giã bỏ qua sự đe dọa của chàng cố hoài nhu ôm chàng vui vẻ nói ngươi không phải là thẩm tại giã vậy không có chuyện yêu sâu đậm khương đào hoa. Những dối ren và khổ sở trong lòng nàng cuối cùng cũng vơi bớt một chút. Tự yến quy trầm mặc rất lâu, cuối cùng dùng giọng thật của mình nói, nàng là nữ nhân kỳ quái, phát hiện mình bị lừa mà không giận sao. Tại sao phải giận, cố hoài nhu cười nói, ta rất vui. Nàng luôn yêu thích người này, không phải là thẩm tại giã. Đứng dậy kéo tấm rèm cửa dày ra, ánh trăng xuyên qua, nàng cuối cùng thấy rõ mặt người này. Quả nhiên là ngươi, cố hoài nhu nở nụ cười, từ tiên sinh, lúc trước nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy quen thuộc. Từ Yến Quy có chút bất đắc dĩ, đưa tay khép rèm lại, giọng thấp nói, nàng đang đùa với tính mạng của mình đấy. Ta không sợ, cố hoài nhu nói, người đã nói sẽ chăm sóc ta suốt nửa đời còn lại, nếu đã chăm sóc ta, tất nhiên sẽ không giết ta nàng cũng không biết sự tự tin này từ đâu đến, nhưng nàng có thể cảm nhận được người đó thích nàng, thích như bảo bối vậy. Thoát ra từ cơn ác mộng của thầm tại giã, nàng phát hiện mình thật ra đang sống trong mộng đẹp. Có từ Yến Quy bên cạnh, nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là suy nghĩ của nàng. chương 242 tự Yến Quy là một người rất đáng tin cậy. Khi thẩm tại giá đã lâu không trở về phủ tướng quân, từ Yến Quy đã đón Cố Hoài Nhu về môn Yến Quy. Cố Hoài Nhu lớn lên trong khuê phòng, hoàn toàn không biết giang hồ là như thế nào. Khi nàng nhìn thấy bảng hiệu của môn Yến Quy, nàng rất phấn khích. Về sau ta có thể ở đây không? Nàng hỏi từ Yến Quy. Từ Yến Quy gật đầu, mỉm cười nhìn nàng nói, ừ, nàng ở đây làm gì cũng được, không có quy củ nếu không phải trên đầu còn cuốn lộ đen cố hoài nhu thực sự muốn ôm lấy hắn một cái nàng cảm thấy mình từ nay đã tự do có thể cùng hắn sống một cuộc sống thần tiên quyến lữ nhưng khi nàng bước vào cửa tự yến quy liền dẫn nàng đến một nơi gọi là viện hồng nhan người chọn một phòng mà ở tự yến quy rộng rãi nói nơi này các nữ nhân đều rất dễ gần ngươi không cần sợ hãi nhìn những nữ nhân đầy sân Cố Hoài Nhu có chút mâu thuẫn, kéo kéo tay áo hắn, nhất định phải ở đây sao? Tất nhiên, nơi khác sẽ có người đến quấy rối các ngươi. Tự Yến Quy nói, ở đây toàn là những nữ nhân tự nguyện đến với ta, ta sẽ chăm sóc các nàng đến hết nửa đời sau. Ngực trầm xuống, Cố Hoài Nhu ngơ ngác quay đầu nhìn hắn, người nói sẽ chăm sóc người khác nửa đời sau. Hóa ra là đối với ai cũng vậy sao? Không đúng sao, Tự Yến Quy liếc nhìn nàng, nói, ta chỉ muốn chịu trách nhiệm với các ngươi mà thôi." Cố Hoài Nhu ngẩn người ra rất lâu, không nhịn được mà bật cười. Nàng nghĩ sao, trên đời làm sao có thể có người không xem trọng nữ nhân, lại tưởng rằng hắn thật lòng thích mình, kết quả là đối với ai hắn cũng như nhau, không có gì đặc biệt. Trong mắt hắn, nữ nhân chỉ là một bát cơm thêm vào thôi. Buồn cười là nàng còn nghĩ rằng họ yêu nhau thật, cảm giác này thật tệ giống như ngươi hào hứng kể chuyện, nhưng khi sắp kết thúc mới phát hiện người kia không hề lắng nghe, ngươi cảm thấy mình như một kẻ ngu, không biết làm sao kết thúc. Sao vậy? Tự Yến Quy nghiêng đầu nhìn nàng, dừng lại một chút, nàng không vui à? Hắn đã gặp nhiều nữ nhân biết điều, cũng đủ để hiểu tâm tư của họ. Cố hủy nhu thích hắn, hắn có thể cảm nhận được, nhưng... Hắn chưa bị nàng thu phục nhanh đến vậy. Có chút mất hứng, cố hoài nhu thấp giọng nói ta có thể làm nha hoàn bên cạnh ngài không không uẩn nơi này có nhiều nữ nhân có suy nghĩ như vậy tự yến quy thường không đồng ý nhưng tình huống của cố hoài nhu đặc biệt mặt nàng bị hủy ở cùng nữ nhân khác khó tránh khỏi bị cười nhạo suy nghĩ một chút tự yến quy đồng ý đưa nàng đến sân nhỏ của mình để nàng ở phòng bên cạnh và mỗi ngày giúp hắn thay quần áo vì vậy Môn Yến Quy nhanh chóng biết môn chủ đã nhận một người quái dị làm nha hoàn. Ngài có nhiều luẩn quẩn trong lòng à? Một tâm phúc ngồi trong nhà chính trêu ghẹo, hồng nhan trong viện, chọn bất kỳ ai cũng tốt hơn nàng. Nàng quấn lụa đen bay tới bay lui trong sân, ngài không thấy như gặp ma sao? Tự Yến Quy sững sờ, gần đây tâm trạng hắn rất tốt. Hoàn toàn không chú ý đến điều này, chỉ là một nha hoàn thôi, các ngươi để ý làm gì? cuối cùng thì cũng là nữ nhân của hắn, hắn không thể không bảo vệ. Tuy vậy, khi nghe nhiều người nói, hắn cũng dao động, ngồi trong phòng nhìn cố hoài nhu quét dọn, không biết làm sao để nàng không ở đây. Nghĩ tới nghĩ lui, tự yến quy liền nghĩ ra cách ngu nhất. Sáng sớm hôm sau, cố hoài nhu mang nước đi tới trụ ốc, chưa tới nơi đã thấy một nữ tử xinh đẹp, mặc trang phục nha hoàn giống mình, bưng nước vào nhà chính. Cố hoài nhu hơi giật mình, chưa kịp phản ứng, liền bước tới xem. Đại nhân, nô tỳ phượng vũ hầu hạ ngài thay quần áo. Ừ, tự yến quy còn chưa tỉnh hẳn, rời giường giang tay như thường lệ, phượng vũ liền ôn nhu thay hắn thay quần áo, không ngừng khiêu khích, tự yến quy cười ôn hòa, còn nhéo nhéo mặt nàng. Vô thức sờ sờ mặt mình, cố hoài nhu cúi mắt xuống, lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn không cần nàng ở bên cạnh nữa sao? ngồi xổm ở nơi vắng vẻ, cố hoài nhu suy nghĩ rất lâu, lấy lại chút tinh thần, rồi đi về phía phòng bếp. Nàng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, dù mặt khó coi, nhưng nàng còn có thể làm những việc khác. Vì vậy, trong một thời gian, từ Yến Quy đột nhiên thấy thức ăn ngon hơn nhiều, định khen ngợi vài câu, lại nghe người dưới nói, ra, người quái dị đó vào phòng bếp giúp việc, làm cho vài nữ đầu bếp rối rít phải rời đi. Người quái dị Tử Yến Quy sững sờ, nghĩ một lúc mới hiểu là cố hoài nhu, liền có chút không vui, gần đây thức ăn rất ngon, nữ đầu bếp nào phải đi thì đi, môn Yến Quy không thiếu người. Đầy tớ ngẩn người, truyền đạt lời này, cố hoài nhu nghe thấy, mắt sáng lên như sao đêm, làm việc càng thêm có tinh thần, giúp Tử Yến Quy đồng thời, thỉnh thoảng cũng cải thiện món ăn cho người khác. Vì vậy, dần dần, môn nhân Yến Quy cũng không ghét nàng nhiều nữa dù sao cũng là nữ tử khuê phòng cố hoài nhu biết làm nhiều việc nấu cơm cho hắn may quần áo làm áo choàng mới thiêu túi thơm nạp giày mới ban đầu tự yến quy còn không quen nhưng về sau dần dần thành thói quen thái độ đối với nàng luôn ôn hòa và bao dung cố hoài nhu nghĩ nếu tiếp tục như vậy liệu có ngày hắn sẽ không rời bỏ nàng tiến tới thích nàng nhưng trong môn yến quy có người rất thích trào phúng nàng gọi là hạ sơn từ khi nàng vào môn yến quy đã thích gọi nàng là người quái dị mỗi ngày không có việc làm lại đến khiêu khích nàng nói rằng trong lòng từ yến quy vĩnh viễn không có nàng ban đầu cố hoài nhu còn tức giận về sau cũng lạnh nhạt mặc kệ hắn nói gì nàng cũng làm như không nghe thấy nhưng ngày nọ hạ sơn nói từ kỳ của khương đào hoa hình như đã đến rồi đi cố hoài nhu chấn động không hiểu nhìn hắn từ kỳ gì Khương Đào Hoa bị trúng độc, sắp đến lúc phát độc mà chết rồi. Hạ Sơn nói, nàng là nữ nhân duy nhất môn chủ thật lòng yêu, môn chủ hiện tại chắc rất khổ sở. Từ Yến Quy, cũng thích Khương Đào Hoa. Cố hỏi ngu có chút ngơ ngác, dưới lớp lụa đen khuôn mặt trông vừa ngu ngốc vừa đáng thương. Hạ Sơn nhíu mày, ngươi này người quái gì, còn không tin à. Môn chủ có cây châm bạch ngọc Khương Đào Hoa tặng, hắn luôn coi nó như bảo bối, nếu không tin, người có thể đi xem. Trâm Bạch Ngọc, cố hoài nhu vô thức hỏi, ở đâu? Hạ Sơn ánh mắt nhúc nhích, đột nhiên cười hì hì nói, ở ngăn kéo trong phòng môn chủ, ta sẽ nói cho người biết bí mật, cây châm đó rỗng, bên trong có thư môn chủ viết cho Khương Đào Hoa, liên tục không trả lại. người chỉ cần đập cây châm từ giữa, sẽ tìm được thư. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 243. Cố Hoài Nhu nghe, không nói gì, Hạ Sơn liếc nàng hai cái, xoay người rời đi. Nữ nhân như vậy trông thật đáng buồn, mặt bị hủy, chỉ có thể làm việc trong bóng tối. Làm việc người ta còn chưa chắc cảm kích, nàng còn ngốc nghếch, cảm thấy có hy vọng. Hy vọng này không giữ cũng được, sống vì mình không tốt hơn sao? Thật là ngốc, cố hoài nhu mồi sổm suy tư rất lâu, hiện tại không có khương đào hoa cùng nàng bàn bạc mọi quyết định đều phải do nàng lá thư đó có thể là tâm ý thật sự của tự yến quy nàng nên xem hay không trong đầu còn đang suy nghĩ dưới chân đã bước đi tự yến quy ra ngoài nhà chính trống không nàng như trước đi vào không ai ngăn cản hạ sơn không lừa nàng trong măn kéo quả nhiên có cây châm bạch ngọc trông nữ tính nàng nhìn cũng thấy quen mắt hơn phân nửa là của khương đào hoa nàng đã từng rất vui mừng khi hắn không phải là thẩm tại giã, trong lòng hắn còn có vị trí cho nàng tranh thù. Nhưng bây giờ nhìn thấy cây châm này, cố hoài nhu có chút tuyệt vọng. Khương Đào Hoa thật là một nữ tử tốt, biết dùng người để làm điều đúng, nhưng nếu tự yến quy cũng thích nàng, thì mình thật không có cơ hội. Dù từ phương diện nào, mình cũng không bằng Khương Đào Hoa. Cây châm trắng mịn trong tay, cố hoài nhu do dự một lúc, rồi làm theo lời hạ sơn đi lên thềm đá tìm đá đập cây châm từ giữa a à, có người hét lên giật mình cố hoài nhu ngẩng đầu nhìn thấy phượng vũ đang che miệng chừng to mắt nhìn nàng người dám phá hủy bảo bối môn chủ thích nhất phá hủy cố hoài nhu lắc đầu nàng định giải thích chỉ là muốn lấy thứ gì ra nhưng cúi đầu nhìn cây châm này rõ ràng là thật làm gì có lá thư nào nó chỉ bị gãy giật mình cố hoài nhu vô thức quay đầu nhìn lên tường thấy hạ sơn đứng đó cười hả hê rồi chạy mất hút nàng bị lừa đôi môi tái nhợt cố hoài nhu ngơ ngác bị phượng vũ bắt cây châm bị lấy đi nàng bị đẩy vào phòng nhỏ khóa lại như thể gặp đại hỏa cố hoài nhu ngồi xổm trong phòng nghĩ nếu tử yến quy thực sự thích khương đào hoa cây châm này rất quan trọng hủy trong tay nàng hắn sẽ để nàng sống yên ổn sao có chút lo lắng, cố hoài nhu nghĩ đến việc bỏ chạy. Nhìn quanh một chút, thu thập đồ đạc, liền định leo ra cửa sổ. Sao thế, Hạ Sơn đứng canh ngoài cửa sổ, thấy nàng mở cửa, liền cười, muốn đi. Vừa nhìn thấy hắn cố hoài nhu liền không vui, không nói lời nào, lướt qua hắn định leo tường. Nhưng nàng là nữ nhân không biết võ công, lại quy củ, làm sao võ nghệ cao cương. Leo một hồi lâu cũng không qua được, thấy hạ sơn ngồi xổm bên cạnh cười cười đủ rồi mới qua giúp nàng đưa nàng rời khỏi môn yến quy vừa chạm đất cố hoài nhu liền đi thẳng ra ngoài hạ sơn không vui đuổi theo nói ta giúp ngươi gấp rút ngươi một câu cảm ơn cũng không nói nếu không phải ngươi ta cũng không phải rời đi lúc này cố hoài nhu cúi đầu nói thanh toán xong đi sơn trường thủy viễn không hẹn gặp lại hạ sơn cười nhẹ Đi theo nàng xuống đường núi, cố hoài nhu không kiên nhẫn quay đầu nhìn hắn, ngươi cứ theo ta làm gì. Ta muốn đi cùng ngươi, ngươi có ý kiến. Hạ Sơn ôm kiếm trong lòng, vẻ mặt tuấn tú nhưng côn đồ, thấy cố hoài nhu không thoải mái, lại không làm gì được, chỉ có thể tiếp tục đi. Nơi này không xa kinh đô, nàng có thể về nhà mẹ đẻ tiếp tục sống, dù sẽ khổ sở lâu dài, nhưng so với bị thầm tại dã bò thì ít khổ sở hơn. Nhưng, nghĩ đến tự yến quy sẽ vì cây châm mà phạt nàng, nàng thà tự mình chịu khổ. Tự yến quy gần đây tâm trạng rất tốt, cảm thấy ngày trôi qua thoải mái, hắn không nghĩ công lao của ai, nhưng khi đi ngang qua một tiệm thuốc, hắn ghé vào tìm đại phu. Có thuốc nào giúp người bị tổn thương dung mạo khôi phục không? Đại phu nhìn hắn một cách kỳ lạ, nói, không có thuốc nào như vậy, mặt đã phá hủy, chỉ có thể là phá hủy thở dài một tiếng, từ yến quy ra cửa lên ngựa, nghĩ đến nữ tử trong sân lúc nào cũng quấn lụa đen không dám ngẩng đầu, vẫn cảm thấy đau lòng. Dù chỉ là nha hoàn của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhân của hắn, nếu thật không trị được, hắn cũng nên nghĩ cách khác cho nàng. Nhưng khi vừa trở về, Phượng Vũ tức giận chạy tới trước mặt hắn nói, môn chủ, hoài nhu đập gãy cây châm bạch ngọc của ngài, cùng hạ sơn chạy trốn trong lòng trầm xuống, từ yến quy nhíu mày, cùng hạ sơn chạy trốn. Nàng làm sao biết hạ sơn? Hạ sơn cũng là thủ hạ đắc lực của hắn, võ công không tệ, nhưng tính tình cổ quái, không ai chào đón, cố hoài nhu làm sao có thể đi cùng hắn. Môn chủ, phượng vũ dậm chân, đưa tay giơ cây châm bạch ngọc bị cắt thành hai đoạn, chẳng lẽ cái này không quan trọng sao? Ngài luôn quý trọng, bị nàng. Thứ này, là người bạn tăng. Tự Yến Quy nói, giá trị không nhiều, đập thì đập, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết họ trốn ở đâu. Phượng Vũ trợn tròn mắt, nhìn về mặt Tự Yến Quy, suy nghĩ một lúc, rồi cúi mắt nói, trốn ở đâu nô tỳ không biết. Nhưng Hạ Sơn và Hoài Nhu từ sáng sớm đã thông đồng với nhau, điều này nô tỳ biết rõ. Sắc mặt tối sầm, Tự Yến Quy nhìn nàng nói, ngươi có biết lừa gạt ta kết quả sẽ như thế nào? nô tỳ không dám phượng vũ vội nói nô tỳ nói thật nhiều người cũng biết chỉ có ngài là không hay biết hạ sơn ngày nào cũng vào bếp tìm hoài nhu hai người trông rất thân cận dù nam chưa cưới nữ chưa gả nhưng hoài nhu không phải sớm đã là người của ngài sao trong lòng như bị vật gì ngắt một tí không thoải mái từ yến quy xoay người xuống núi hướng kinh đô mà đuổi theo cố hoài nhu ngồi xe ngựa đi rất chậm trên xe còn có người không ăn phận, đi đến nửa đường, phu xe không chịu nổi, đuổi cả hai xuống xe. Vì vậy, ngày nay hai người chỉ có thể ngủ ngoài trời. May là mùa xuân, còn ấm áp, Hạ Sơn cười hì hì tìm cùi và rơm rạ để cố hỏi nhu có chỗ nghỉ ngơi. Cố hỏi nhu cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả, chỉ thấy ngươi rất thú vị, Hạ Sơn nói như cái ngu rời nhà theo người lên núi cuối cùng lại chật vật chạy về. Ngừng một chút, Cố Hoài Nhu cười khổ, trách ta hiểu lầm ý tứ của hắn, ta nghĩ người muốn chăm sóc ta nửa đời sau nhất định là yêu ta, nhưng đối với hắn, dường như chỉ là trách nhiệm. Chương 244. Người đàn ông có thể chịu trách nhiệm là người có thể phó thác cả đời, nhưng hắn lại chịu trách nhiệm với tất cả mọi người, nàng cũng không thể làm gì hắn, trách hắn sao? Không thể, vì hắn không làm sai không trách sao, nàng vẫn cảm thấy có chút ủy khuất. Khi ở phủ thừa tướng, tình cảm hai người thật tốt, tốt đến nỗi nàng nghĩ rằng hắn chắc chắn đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, hắn thật sự đặt nàng ở vị trí đó, chỉ là vị trí đó trong lòng hắn quá rộng, đầy áp người. Điều này cũng có thể chấp nhận, vì mọi người đều ngang hàng, giống như khi ở phủ thừa tướng, nàng cũng có thể chấp nhận. Nhưng trong nhóm người này, lại có khương đào hoa hiện tại tự yến quy có lẽ đã phát hiện cây châm bị gãy rồi không biết hắn có tức giận nhiều không có thể sẽ đuổi theo đến đây không chắc là không dù không nhớ tình nghĩa trước đây cũng nên nhớ đến những xiêm y khăn tay vào bữa trưa bữa tối nàng đã làm cho hắn đang nghĩ như vậy bỗng nhiên nghe thấy tiếng vo ngựa phía sau cố hỏi nhu sợ hãi nhưng hạ sơn phản ứng nhanh chóng ôm lấy nàng và giấu vào bên cạnh cây cố hồi nhu nhíu mày định dãy rủa nhưng hạ sơn ôm chặt và chỉ nàng xem phía dưới tự yến quy đang thúc ngựa về phía này vì vậy nàng lập tức yên lặng trong rừng cây có nhiều đống lửa và rơm giả nhìn qua có người đã qua đêm ở đây nhưng người thì không thấy tự yến quy cười lạnh liếc mắt nhìn quanh còn trốn cố hồi nhu rất căng thẳng nhưng hạ sơn lại cười kéo tay nàng ôm lấy nhánh cây sau đó liền phi thân tiếp tục môn chủ tự yến quy nhìn hắn sắc mặt liền không tốt người biết mình đang làm gì không biết rõ hạ sơn nói cứu người cứu người tự yến quy cười lạnh mang theo người của ta bỏ trốn người đây là cứu nàng hay hại nàng hạ sơn cười vô lại theo môn chủ chưa ngủ nữa coi như là ngài nữ nhân ở thanh lâu nhiều cô nương như vậy chẳng phải là kéo không rõ ai sao hạ sơn tự yến quy lạnh giọng nói chuyện chú ý một chút. Có gì mà chú ý, tính tình thuộc hạ, môn chủ không phải không biết, nếu thuộc hạ nói sai, môn chủ có thể uốn nắn dạy dỗ. Nhưng nếu thuộc hạ nói đúng, ngài không thể dùng thân phận để dọa. Xoay người xuống ngựa, tự yến quy đi đến trước mặt hắn, rũ mắt nhìn hắn, ngươi muốn nói gì? Thuộc hạ muốn nói, môn chủ là người tốt, luôn chịu trách nhiệm với mọi người, dù chỉ dùng để luyện công, cũng vì quan niệm trinh tiết của họ nguyện ý mang về nuôi hạ sơn nói nhưng ngài đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của những nữ nhân này chưa bị ngài lừa dối vẫn còn cuồng dại yêu ngài ngài không thấy áy náy sao tự yến quy nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu đột nhiên hiểu ra ngươi thích nàng hạ sơn ngẩn ra bật cười môn chủ nói thế từ đâu nếu không thích nàng ngươi sao lại nói những lời này Tự yến quy mím môi, người không phải thời gian qua không chõ mõm vào sao. Cố hoài nhu nghe thấy mà lắc đầu, hạ sơn biểu hiện như cùng nàng có mấy đời thù. Sao có thể giống như thích nàng? Nhưng hạ sơn không phủ nhận, chỉ quay đầu nói, coi như ta quản một chuyện nhàn rỗi, người ta đã định đi, môn chủ còn đuổi theo làm gì? Ta, tự yến quy mím môi, nàng làm gãy châm ngọc của ta, không thể nói đi là đi thật đúng là vì châm ngọc mà đuổi theo. Cố Hoài Nhu ngừng thở không dám nói gì. Hạ Sơn lại cười, môn chủ để ý như vậy cây châm, phải đi tìm chủ nhân của châm, cần gì bắt người vô tội không tha. Tự Yến quy trầm mặc, mắt không vui quét Hạ Sơn một hồi lâu, mới nói, người đã cho nàng bắt mạch chưa? Cái gì? Hạ Sơn khó hiểu, bắt mạch làm gì? Ta nếu liên tục dùng nàng luyện công, nàng nên giống những người khác ở Hồng Nhân Viện thân thể suy yếu, trong cơ thể lạnh vô cùng. Tự Yến Quy nói, nhưng nàng không có. Thân thể cứng đờ, hạ sơn vô thức nhìn lên cây. Cố hoài nhu vẻ mặt mờ mịt, không hiểu bọn họ đang nói gì. Vẻ mặt khôi phục nhu hòa, tự Yến Quy phi thân lên cây, ôm nàng xuống. Một tiếng cũng không dám nói, cố hoài nhu nhắm mắt lại bụng mặt, giả chết. Cùng ta trở về đi, tự Yến Quy nói, ngươi không có ta làm sao sống qua ngày ai nói không thể qua đi đâu cũng là sống cố hoài nhu chỉ nghĩ vậy không nói ra vì nàng không dám khẽ dựa gần từ yến quy nàng cảm thấy đau lòng vốn định đi rất tiêu sái bây giờ mới phát hiện nàng vẫn không nữa có phải là hết thuốc chữa không thấy nàng không phản kháng từ yến quy liền trực tiếp khiêng nàng lên ngựa mang đi hạ sơn nhíu mày nhìn mắng thật không có tiền đồ. Lời này là mắng nàng, nàng biết, nhưng không dám nói gì, chỉ buồn bực trong lòng từ yến quy, nàng không biết nói gì cho phải. Ngọc Trâm gãy thì gãy, ta không trách ngươi, ngươi đừng sợ. Tự yến quy nói, ta đã nói rồi, ngươi ở đây, muốn làm gì cũng được, không có quy củ. Không có quy củ, vậy hắn vì sao còn muốn ở bên cạnh khi đi xa nha hoàn, đem nàng chen lấn không được. Nói cho cùng, vẫn còn ghét bỏ nàng sao? Cố hỏi nhu không nói ra, lặng lẽ theo trở về, tiếp tục những ngày trước khi rời đi. Hạ Sơn lần lượt phạt, mang một thân thương mồi xổm trên đầu tường mắng nàng, bất lực chết ngươi, còn liên lụy ta. Cố hỏi nhu kiên trì nghe, không cãi lại. Mỗi ngày tiếp tục nấu cơm, giặt rũ xiêm y, theo hà bao, buổi tối thỉnh thoảng thị tầm, ban ngày nghe thêm vài câu miệng bì ổi của Hạ Sơn, ngày tháng bắt đầu trôi qua thuận lợi và bình thản nhưng một ngày tự yến quy đột nhiên hỏi nàng người muốn cùng ta thành thân sao cố hỏi nhu vô thức lắc đầu nàng cũng không biết vì sao lại lắc đầu chờ kịp phản ứng người trước mặt đã tức giận mở cửa ra rồi rời khỏi phòng đang yên đang lành vì sao lại nói đến thành thân hai người như bây giờ không tính thành thân sao tự yến quy đi tìm thầm tại giã đào hoa đang dưỡng thân thể, thầm tại giá tự nhiên không cho hắn vào gặp, hai người ngồi xổm cửa nói chuyện một lát. Hắn hỏi, người thấy cố hoài nhu là người thế nào? thẩm tại giã không hiểu, liếc hắn một cái, cái này người không phải nên hiểu rõ hơn ta sao? Ta đột nhiên không biết, tự yến quy nhún vai, cầu hôn nàng, nàng cự tuyệt. Thẩm tại giã khẽ cười, đáng đời ngươi. Ta không hiểu, tự yến quy nói, ta rất ôn nhu với nàng, không ghét bỏ nàng hủy dung, vì sao nàng không chịu gả cho ta? Đại khái là, không thích ngươi, thẩm tại giã cười có chút hả hê, coi ngươi như người cấp cơm ăn, không có tình cảm, nên không muốn gả cho ngươi. Chương 245 Tự Yến Quy cảm thấy khó chịu khi nghe điều này, cái gì gọi là không có tình cảm? Làm sao có thể không có tình cảm, nếu nàng không thích hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm nhiều việc cho hắn như vậy? Nhưng nếu có tình cảm, tại sao nàng lại có thể đi cùng người khác trước đây? Tự Yến Quy luôn hiểu rõ tình cảm của mình, lần này lại thấy mơ hồ, suy nghĩ rất lâu mà không ra. Cuối cùng, chàng quyết định trở về Yến Quy môn như cơn gió. Ngài đã về, khi đẩy cửa ra, hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng, tự Yến Quy dừng lại một chút, lòng cảm thấy ấm áp hơn. Từ khi nàng đến đây, chàng cảm thấy cuộc sống thay đổi, nơi này không còn là căn phòng đơn giản mà giống như một ngôi nhà. Có người chờ chàng về vào buổi tối, nấu cơm cho chàng và chuẩn bị quần áo. Những việc nhỏ nhặt này, một người vợ bình thường cũng sẽ làm, nhưng với chàng, nó lại rất quý giá, giống như một ly nước ấm, không thơm như trà, không mạnh như rượu, nhưng lại làm lòng người cảm thấy ấm áp. Chàng thực sự không biết mình có thích Cố Hoài Nhu hay không cảm giác nói thích thật là khó chịu nhưng từ những lời nàng nói trong bóng đêm chàng càng thích buổi tối khi nàng bắt đầu nói chuyện chàng đối xử với nàng không giống người khác có lẽ vì lâu rồi chàng luôn sống trong bóng tối lần đầu tiên có người mang ánh sáng đến lòng chàng khó tránh khỏi xúc động cuối cùng chàng không dùng nàng để luyện công cũng đúng hẹn đưa nàng ra ngoài và chăm sóc suốt đời như vậy không phải là rất hợp lý sao hai người kết hôn Người trong yến quy môn không còn dám bàn tán về dung mạo của nàng, chàng có thể đường hoàng dạy dỗ họ mà không cần e ngại. Nàng không cần làm nha hoàn mà vẫn có thể sống đàng hoàng trong viện của chàng. Khi công việc bận rộn, nàng ở đây chờ chàng trở về, sau đó cả hai sẽ cùng nhau du ngoạn. Chàng cảm thấy cuộc sống như vậy thực sự là ước mơ của mình. Nhưng nàng lại không đồng ý. Ngồi xuống nhìn thoáng qua nàng xanh sao, tự yến quy thở dài. Cố hỏi nhu sợ hãi hỏi, ngài không thích ăn những món này. Không phải, vậy tại sao ngài lại thờ dai? Tự yến quy nhìn nàng, trong mắt đầy phiền muộn, ta chỉ thấy tiếp muối. Người nấu ăn ngon như vậy, lại không chịu gà cho ta. Có lấy chồng hay không thì cũng vậy, nô tỳ vẫn sẽ luôn nấu ăn cho ngài. Cố hỏi nhu vô thức sờ sờ mặt mình, gà cho ngài lại càng thêm phiền toái cho ngài. Với khuôn mặt này làm nha hoàn bên cạnh hắn còn bị ghét bỏ huống chi là làm chính thất phu nhân nếu hắn nhất thời cao hứng cưới nàng sau đó lại bỏ không phải nàng sẽ bị tổn thương sao tự yến quy sững sờ nếu mày nhìn nàng ngươi vẫn để ý đến khuôn mặt này sao cố hỏi nhu gật đầu rồi lại lắc đầu mở miệng muốn nói nhưng không biết phải nói gì cho đúng cuối cùng nàng quay người đi ra ngoài điều này nghĩa là gì tự yến quy không thể hiểu được buồn bã ăn cơm xong, đang định đi tìm nàng để nói rõ ràng, thì nửa đường lại gặp Hạ Sơn. Hạ Sơn cười nói, nghe nói môn chủ cầu hôn nàng mà bị từ chối. Người không cần phải lo chuyện này, vừa nhìn thấy hắn, tự Yến Quy không có sắc mặt tốt, nếu không phải vì lời nói độc ác của ngươi khiến nàng tự ti, nàng đã không từ chối ta. Không thì sao, tự Yến Quy nhìn hắn nói, nàng rất để ý đến khuôn mặt của mình. Nếu nàng thực sự để ý đã không cứng đầu ở lại đây với khuôn mặt này hạ sơn lắc đầu nàng chỉ để ý đến cách ngài nhìn nhận ngài không chịu nổi bị người khác chỉ trỏ sau lưng nên không muốn giữ nàng bên cạnh đây là thái độ ngài đã bày tỏ từ đầu bây giờ quay lại muốn cưới nàng làm sao nàng có thể nghĩ tốt về ngài giật mình từ yến quy ngơ ngác hỏi ý ngươi là nói nàng từ chối vì thái độ của ta hạ sơn gật đầu thêm một câu với vẻ mặt gian xảo ngài tự mình ghét bỏ người ta trước, giờ lại muốn người ta, là phụ nữ thì ai cũng không đồng ý, ngài có phải ngốc lắm không? Nói xong, như biết chắc tự yến quy sẽ đánh mình, hắn lập tức chạy đi. Tự yến quy đứng im lặng rất lâu, suy nghĩ một chút, rồi xoay người hướng về phòng thu chi. Những ngày sau đó, cố hoài nhu cảm thấy tự yến quy dường như đã thay đổi chút ít, đuổi hết phượng vũ trong sân, chỉ chưa lại mình nàng, bất kỳ cuộc họp hay hoạt động nào cũng đều mang nàng theo. Ban đầu nàng còn chút mâu thuẫn, nhưng hắn kiên trì, mỗi khi có ai nói điều gì không tốt, hắn đều xử lý người đó rất nghiêm khắc. Dần dần, nàng nhận ra tự yến quy đang dùng hành động để cho nàng biết rằng hắn không chê nàng. Làm sao có thể con nam nhân hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt của nữ nhân? Cố hỏi nhu thấy rất kỳ lạ, ngồi xổm bên cạnh bồn nước suy nghĩ mãi mà không ra. Đang lúc suy nghĩ, sau lưng nàng bất ngờ có lực mạnh đẩy nàng vào trong nước a à, nàng sợ hãi kêu lên quay đầu nhìn lại thấy hạ sơn đang cười một cách khó chịu Người nên yên tĩnh một chút trong cửa vừa xảy ra chuyện lớn chuyện lớn gì mà cần nàng phải rơi vào nước để tỉnh táo cố hỏi nhu tức giận giơ tay dội nước lên người hắn ngươi sao lại không suy nghĩ đến cảm xúc của người khác rơi vào nước chơi vui lắm sao nước mắt lăn dài hạ sơn cười né tránh liếc nhìn nàng sâu một cái nói sau này ta không có cơ hội chọc ngươi tức giận như vậy nữa đâu gì vậy chứ cố hoài nhu nhíu mày tức giận nhìn hắn như con khỉ nhảy nhót biến mất ngoài tường chỉ có thể tự mình bò lên bờ trở về thay quần áo vừa trở về phòng chuẩn bị nước nóng để tắm rửa nàng cảm thấy trong phòng có động tĩnh gì đó cố hoài nhu nghi ngờ nhìn quanh không thấy ai nên đóng kỹ cửa sổ và tiếp tục tắm rửa. Nhưng sau khi tắm xong, nàng phát hiện áo khô và y phục đã chuẩn bị trước không thấy đâu, trên bình phong lại có một bộ hỷ phục. Chuyện gì thế này, có chút không rõ, nhưng bên ngoài đột nhiên trở nên náo nhiệt, nhiều tiếng bước chân hướng về phía này. Cố hỏi nhu hoảng sợ, vội vàng mặc bộ hỷ phục lên, không thể để mình trần chuồng được. Vừa mới mặc xong, người bên ngoài như đã đoán trước, đẩy cửa vào, đội lên đầu nàng chiếc khăn voan đỏ, rồi nhấc nàng lên và đi ra ngoài. Các ngươi, làm gì vậy? Cố hoài nhu dẫy rủa người bên cạnh vội vàng trấn an nàng. Phu nhân đừng lo lắng, chúng ta chỉ đưa ngài đi gặp môn chủ bái đường thôi. Bái đường, thôi sao? Cố hoài nhu trợn tròn mắt, vén khăn voan lên nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào Yến Quy Môn đã răng đèn kết hoa, xung quanh đầy người, có người nàng đã gặp qua, có người thì chưa. Tử Yến Quy trong bộ hỷ phục, đang đứng dưới ánh đèn chờ nàng. Ta cảm thấy đã đến lúc rồi. Hắn nhìn nàng, đưa đồng tâm kết vào tay nàng. Dù sao ta làm gì, người mốc từ này cũng không có cảm giác. Chi bằng cưới luôn, rồi sau này từ từ giải quyết mọi việc. Cổ họng có chút khô khan, cố hoài nhu giờ khóc giờ cười. Ngài có rất nhiều cô nương tốt hơn để lựa chọn. Ta biết, Tử Yến Quy nói, nhưng rất tiếc, sống cùng ngươi. Ta cảm thấy thoải mái. Hai người không trải qua chuyện gì oanh liệt, nhưng thời gian là thử thách tốt nhất cho tình cảm, nếu đã cảm thấy phù hợp, chi bằng cùng nhau thử xem. Nàng chưa từng làm chính thất, bất kể thế nào, hắn cũng phải để nàng viên mãn, coi như báo đáp sự chăm sóc của nàng bấy lâu. Về phần quãng đời còn lại, có khởi đầu như vậy, cần gì phải lo lắng kết cục. Không phải tình yêu của ai cũng sẽ oanh liệt như nhân vật chính cảm thấy đúng rồi thì cùng nhau thử xem không dám cùng nhau làm sao có tư cách than phiền mình không có duyên không cố gắng thì càng không có lập trường để tiếp nuối cuối cùng vẫn là chúc thiên hạ những người có tình sẽ sớm thành thân thuộc phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn